Chào anh em, ở những clip trước thì tôi đã giới thiệu cho anh em về những cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Messenger trên Facebook, SMS tổng đài, tin nhắn Kakao, Viber, LINE. Thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì sau đây tôi sẽ test cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo này. Thì đầu tiên tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Bây giờ tôi sẽ vào Zalo. Tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Đấy, tôi sẽ gửi nội dung tin nhắn dành cho anh em đánh lô đề. Đấy, ví dụ anh em đánh lô 22 33 44 55 anh em nhé. Cái nội dung anh em ghi thoải mái, anh em ghi bao số cũng được anh em nhé. Nhân 1.000 điểm. Đấy, nhân 1.000 điểm anh em nhé. Đấy, ví dụ anh em ghi tiếp là đề này. Đề ví dụ như là 5 năm này, tôi sẽ lấy là 66 anh em nhé. 77. Đấy, nhân cho ví dụ anh em đánh 10 triệu anh em nhé. Thì cái anh em ghi như nào là tùy ở anh em. Đấy, cái kiểu cách ở địa phương anh em ghi đánh lô như nào. Đấy, thì tôi sẽ ghi như này. Thì sau đó tôi sẽ đổi chỉnh sửa những con số khác. Đấy, và anh em chú ý khi tôi gửi đấy, mốc thời gian anh em nhé, và sau khi chỉnh sửa thì mốc thời gian nó không thay đổi. Bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này. Máy chủ lô đã nhận được tin nhắn anh em nhé. Đấy. Vào lúc 14:01 này anh em này. Anh em chú ý tôi cái mốc thời gian là 14:01. Thì tôi sẽ mở máy của chủ lô ra. Đây anh em này. Đấy, 14:01 ngày 18 tháng 3 2020 anh em nhé. Đấy, lô 22 33 44 55. Đấy. Nhân 1.000 điểm. Đề 67. 66 67. Đấy. Bây giờ thì thông thường chủ lô họ sẽ ok và copy lại ok cho mình anh em nhé. Đấy, ok này. Ok. Đấy. Rồi họ sẽ gửi sang anh em nhé. Đấy. Đây anh em này. Đấy. Họ sẽ gửi sang cho mình này. Ok anh em này. Đấy. Vào lúc là 14:02 phút anh em nhé. Đấy, 14:02 này. Đấy. Tôi sẽ cho anh em xem hai nội dung trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đây, nội dung trước khi chưa chỉnh sửa này. Đấy, vào ngày 18:03. Đấy, thời gian là 14:01. Đấy, bên kia nhận được cũng 14:01 anh em nhé. Họ ok cho mình là 14:02. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, thời gian không thay đổi anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu, anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại 0916 51 4 để được chúng tôi tư vấn hỗ trợ cho anh em. Thì ngoài cái số điện thoại này thì trung tâm không còn cái số điện thoại nào khác anh em nhé. Anh em gọi qua số này thì được bảo hành và tư vấn cho anh em. Đấy. Và hướng dẫn cho anh em cách chơi anh em nhé. Bây giờ 3 phút 42 thì tôi sẽ để thành 4 phút. Tôi sẽ chỉnh sửa cho thời gian nhảy qua đi, tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em. Thì chúng tôi có hai cơ sở anh em nhé. Đấy, khu vực Hà Nội chúng tôi có cơ sở gần bến xe Mỹ Đình, anh em lên cơ sở anh em cài và test trực tiếp. Khu vực miền Nam chúng tôi có bến xe gần bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp phần mềm. Đấy. Ở khu vực bên nước ngoài thì anh em không về được thì chúng tôi sẽ có những đội ngũ nhân viên cao cấp lành nghề cài đặt cho anh em. Đấy, cài đặt xong ok thì anh em chuyển phí cho bên trung tâm chúng tôi. Đấy, đã qua được là 4 phút 26 anh em nhé. Đấy, vì cái lý do bảo mật thế nên tôi không cho anh em lộ phần mềm ra cho anh em xem.
Đấy, anh em có nhu cầu anh em kết bạn Zalo vào số này, tôi sẽ cho anh em xem phần mềm đấy, với lý do bảo mật cho công ty cũng như là cho anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa anh em nhé. Anh em chú ý bên máy chủ lô đấy, nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Anh em chú ý bên máy chủ lô này đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, anh em chú ý bên máy chủ lô này. Ok đấy. Thì tôi đã chỉnh sửa xong, bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này, cũng như thấy cái thời gian bắt đầu gửi và sau khi chỉnh sửa nó bị sai lệch không anh em nhé. Tôi sẽ mở Zalo ra này. Đấy, anh em này, ok mở Zalo ra anh em này. Đấy, hai Zalo nhé, mở ra cho anh em và so sánh cho anh em. Em này, nick này. Đấy, vào lúc là 14:01 mình gửi đi. Đấy, họ nhận được cũng 14:01 ngày. Đấy, 18 anh em nhé, tháng 3 2020. Đấy, lô đã chuyển thành 75767778 anh em nhé. Đề đề đã chuyển thành 7980 vào lúc 14:02. Thì anh em nào chưa xem cái khúc đầu thì anh em có thể tua lại khúc đầu trước khi chưa chỉnh sửa, anh em xem lại đấy, rồi anh em tua lại khúc đã chỉnh sửa anh em nhé. Đồng hồ chạy rơi vẫn cứ đang chạy anh em nhé. Đảm bảo cho anh em cái phần mềm này là phần mềm cao cấp độc quyền nhất của bên trung tâm chúng tôi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu anh em gọi trực tiếp và qua trung tâm anh em cài đặt trực tiếp anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.